trai miền Tây nha, đang chụm củi, đang bắt đầu vớt hến. Bữa giao khô, bữa giao khô. Quyền xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Bà cả nhà ăn sáng, hôm nay Quyền ăn sáng với xôi dĩ nha ông bà cô chú, rất là ngon. Em trai Quyền đang vớt hến không bà cô chú? Vớt hến bữa cha Quyền bắt hết. Trai miền Tây là giỏi lắm ông bà cô chú ơi, cái gì cũng biết làm hết trơn á. Đi thì không có sợ đói. Không sợ đói. Dạ đi đâu lại nhà là không sợ đói. Cái gì cũng biết làm hết. Đang vớt hến ông bà cô chú. Ngồi trên lửa ra. Giờ là bỏ hến vô, bỏ hến vô nồi. Hến này chiên bánh xèo ngon ha. Bây giờ kho sả ớt. Hến kho sả ớt nè, chiên bánh xèo nè. Giờ lắm. Cái nào nó không có bung ra mà cô chú thì mình sẽ lẩm mà không nổi. Không chịu nổi. Nó dính vô cái vỏ. Hồi đó lụm hay bỏ cái chén nước mắm kế bên á. Vừa lụm vừa chấm. Lụm cái món ra. Hấp à. Hết rồi, muốn hết rồi. Tại vì còn sót. Sót có mấy con à, tại vì bữa hấp tiêu á. Mới với có hai giá, có hai lần rồi như vậy. Nhiều quá ha. Không hết không mập. Không mập. Tại vì để hậu 2 ngày rồi nó ốm rồi. Để khô. Như lại hến là mùa này cũng không có bự lắm. Hến để khô để biết nào hơn. Vậy hả? Chị thấy mấy cái chỗ mà nó dắt hến không? Nó chắc như bao củi vậy. Vậy đó chắc hả? Vậy là bỏ khô là nó không có chết hả? Vậy hôm qua ai chế nước cho ta? Buồn vậy đó, để khô không có chứ. Ốc gắt bếp á bi. Gắt bếp là ốc kia, ốc dùi. Ốc mình này gắt bếp không được. Ủa vậy hả? Gắt bếp không được. Có ốc dùi á, y như khô vậy. Vậy hình. Ốc mình cũng vậy mà để khô coi. Để khô là được. Vậy hả? Vậy là ốc bu mình, thí dụ mình phơi gắt bếp được không ta? Phơi gắt bếp không? Gắt bếp không được hả? Ốc bu kia kìa, ốc bu, ốc dùi á. Ốc dùi hả? Ốc dùi là nó giống như ốc Pháp vậy phải không? Cái gì ốc bu nha mọi người. Đất nó bằng. Thấy mấy cái kênh kia người ta ăn á. Ốc gắt bếp mà hay thiệt ha. Gắt bếp mà biết bao lâu vậy mà nó không chết. Mới vớt có 2 lần mà được nhiêu đây rồi đó ông bà cô chú. Còn như đó nữa. Bây giờ quậy lên cho nó nổi lên đó ông bà cô chú. Quậy lên là nó chín rồi, là bắt đầu nó nổi lên. Nó nổi lên quá trời luôn. Vậy nó còn ốc. Hả? Bỏ lấy khúc rồi bỏ vô trong cháo luôn á gì thôi. Bỏ vô cháo luôn. Coi chừng nóng á nha Gia Yên. Quậy lên. Nóng. Có chừng nóng nha. Hồi sen hả? Thơm quá, nó đi dây. Dây ơi. Thơm quá.
không nó chứ gì. Thơm quá. Bà hôm qua kêu gì nè, mang dép đi con. Rồi biết mang dép. À, hiểu. Cũng hiểu từ từ rồi đó. Gia Yên bây giờ á, nói tiếng Việt cũng hiểu từ từ rồi đó, ông bà của chú. Thơm quá. Thơm quá hả? Điền nói thì thơm quá. Chơi với mấy đứa nhỏ này nó nói chuyện là nó mau biết rồi. Ừ. Thơm quá. Mình lớn mình lại nó nói chứ mà nó. Ờ. Đón này đi. Bà nói chung là gì? Thằng nói ghét 11 quá. Ở đây ai cũng biết nói tiếng Trung Quốc luôn. Thằng là nấu. Vậy thì biết tiếng Việt rồi, ở đây ai cũng biết tiếng Trung Quốc hết. Vậy Yên ơi. Vậy Yên. Con hến. Rồi con hến. Đơ thai xìa. Vậy con hến. Xuôi con hến. Cảm ơn. Cảm ơn cậu hai. Xuôi tay đi ạ. Ủa anh Bình. Thì đúng rồi. Gì kẻ đó đâu gì. Cười mắc cỡ hả? Về đây có cậu giữ nè. Về đây uống thì nước về. Ai tới họng hả? Nước uống về là nhiêu tháng năm? Buổi sáng ở dưới quê là vậy nè ông bà con hết. 6-7 giờ, 5-6 giờ là thích rồi. Thích tặng uống cà phê nè. Ăn sáng. Ôi, đừng ăn thịt chó. Dây nhá, sáng chưa xin chào nè. Dây. Đây ông bà cô chú, đây là tô cơm của Quyền đây. À, mẹ Quyền bắt cái hến đi kho rồi. Còn cái nước hến thì nấu với canh hẹ với giá. Mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Cả nhà ơi, ngày xưa ở Quyền đi làm công ty với chị này nè, làm chung á. Chị này làm chung với Quyền được 3 năm đó cả nhà. Ngày xưa Quyền trắng hơn chị nữa, bây giờ Quyền về Quyền đen hơn chị nữa. Giờ chỉ cười Quyền nè. Chỉ cười Quyền đen thù lùi à. Mà Quyền đen thiệt luôn á, sao đen dữ vậy ta? Mắc cỡ quá. Về thăm má. Cái vườn của má cũng mấy chục à. Nguyên vườn mai luôn. Nguyên vườn mai. Một góc vậy cũng chắc bộn ha. Giờ mai cũng mắc tiền lắm ha. Bên Việt Nam mình thì thích trồng mai. À, má ra vườn, má làm vườn. Thịt cỏ. Cái này chắc mấy chục góc luôn á. Cả trăm góc á. Dạ, một mai giờ một góc là bao nhiêu? Tùy theo mai góc nào đẹp thì nó tầm giá vài chục. Vừa thì 8 triệu, 9 triệu cũng có mười mấy, 20 có. Vậy là cái vườn này là cả trăm triệu đúng không? Góc đó đó. Góc đó. À. Góc đấy hả? Ừ, đúng rồi, 60 chục đó. 60 chục hả? Trời, vậy là một cái vườn này cũng cắt mấy trăm triệu luôn rồi. Quá trời. Cái nhà này. Đây ông bà cô chú, đây là cây cầu cầu truyền thống của ở dưới miền Tây nha.
cầu truyền thống của Việt Nam đó, của miền Tây. Bây giờ không phải ở đâu cũng có nha. Bây giờ người ta xây cầu mái hết rồi. Cầu này nó mát. Hello mọi người. Hello đi. Hello. Cái này là cái chị làm chung của huyện á, ông bà cô chú. À, làm chung công ty Mai ngày xưa á, và chơi chung á, là chơi thân. Nên là má, mẹ của chị thì Quyền kêu bằng má luôn. Hello đi, hello ông bà cô chú. Ngại lắm ông bà cô chú ơi. Đối với người Việt Nam á, nhìn thấy cái cảnh quê như thế này á, thì cảm giác rất là bình thường luôn. Nhưng mà đối với cái người mà đi xa xứ, xa quê á, thì cái cảnh này là một cả một cái bầu trời luôn. Cả một cái bầu trời thương nhớ luôn ông bà cô chú. Cảnh quê, đồng ruộng bao la nè. Ngày xưa chỗ này người ta trồng gãy, mà bây giờ là trồng gãy cực quá, cho nên là bây giờ người ta trồng mấy cây, ta bớt trồng gãy rồi. Bây giờ ở đây người ta trồng dừa nè, với trồng mít nè, với trồng nhãn, trồng xoài. Cái đường mương này, wow, cái này là cần nước, cần nước mà có chú. Chỗ này thì người ta trồng cải, này trồng cải, củ cải không mà có chú. Cây dừa này ông bà của chú ơi, cây dừa lùng. Cây dừa này cao mất 2 mét. Cũng không cao. Dừa trái bự ghê ta. Trái dừa cũng bự lắm. Tre, tre có măng nè. Có măng tre. Có mấy mục măng nào mà cô chú. Cái mùa mưa, có mùa mưa thường hay có măng lắm ông bà cô chú. Măng tre. Măng này thì măng này hơi đắng. Bên kia có một mục cao rồi. Thì ai cũng biết Quyền qua YouTube ông bà cô chú. Cái hỗ trợ lắm. Hỗ trợ Quyền. Ăn gì làm gì cũng kêu mình quay hết trơn á. Được cái vậy. Hỗ trợ cho Quyền hết mình luôn. Không biết YouTube của Quyền không biết bị gì mà trừ tới 20 mấy đô là ông bà cô chú. Xót ghê luôn á. Tại vì một cái video của Quyền chỉ có mấy đô à. Có mấy đô mà trừ tới 20 mấy đô là không biết lý do tại sao mà bị trừ nữa. Mặc dù là Quyền đã khai thuế rồi, Quyền đã khai thuế Hoa Kỳ rồi, nhưng mà hả, không biết tại sao lại bị trừ nữa. Một cái video chỉ có khi có 3 đô không bà cô chú, rất là ít luôn, mà bị trừ á, không biết là bị trừ cái gì nữa. Trừ tới 20 mấy đô luôn. Nha. Cũng bọn rồi ha. Cái này chị của Quyền làm mà dưa chua. Video của Quyền xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền. Tạm biệt ông bà, cô chú. Hẹn ông bà, cô chú vào video tiếp theo. Bye bye.